Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa chủ nhật ngày 16 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý của chương trình thời sự trưa nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong thời gian qua, huyện Ba Bể đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên địa bàn. Theo đó, tại các nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, huyện đã chỉ đạo các địa phương và ngành y tế áp dụng chặt chẽ quy trình kiểm soát đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế trên giấy, đeo khẩu trang đối với tất cả cử tri và các ứng cử viên trước khi vào tham dự hội nghị. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng thống nhất với Ủy ban bầu cử cung cấp về số lượng, cách thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp thực tế địa phương, vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, cùng với việc giảm số lượng hội nghị tiếp xúc cử tri, các địa phương tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin của huyện, giới thiệu về tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử. Qua đó tạo điều kiện cho đông đảo cử tri được tiếp cận, nắm bắt thông tin liên quan ứng cử viên, bảo đảm bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp. Giai đoạn này trên cây lúa đang xuất hiện rầy nâu, đạo ôn gây hại. Để phòng ngừa, người dân huyện Ngân Sơn đang tăng cường phun thuốc bảo vệ phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Diện tích lúa bị nhiễm bệnh cục bộ. Ngay khi phát hiện, người dân đã tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ và hạn chế sự lây lan của sâu bệnh hại. Cùng với đó, người dân kết hợp bón phân làm cỏ lúa nên diện tích lúa xuân bị sâu bệnh hại trên địa bàn huyện Ngân Sơn cơ bản ổn định, mật độ gây hại không nhiều, cây lúa đang phục hồi và phát triển tốt. Các loại sâu bệnh gây hại chủ yếu là sâu xám đục thân, cắn lá, bệnh khô vằn, thối thân. Đến nay chưa có số liệu thống kê cụ thể về diện tích ngô bị sâu bệnh gây hại, nhưng theo người dân, nhiều diện tích ngô bị bệnh mặc dù đã phun thuốc sâu phòng trừ nhưng sâu bệnh vẫn xuất hiện trở lại. Thời gian qua, do thời tiết diễn biến bất thường nên một số diện tích ngô tại huyện Na Rì xuất hiện sâu bệnh gây hại nặng. Vụ xuân năm nay, huyện Na Rì gieo trồng được khoảng 1.900 ha ngô, trong đó các giống chủ yếu được trồng là NK4300, CP999, CP888, Biosit9698, NK66, AG59. Hiện cơ quan chuyên môn của huyện đang tích cực kiểm tra, hướng dẫn người dân cách phòng trừ sâu bệnh gây hại, tránh để ảnh hưởng đến năng suất ngô vụ xuân. Hiện nay đang là thời điểm vụ trồng rừng, thế nhưng cây giống lâm nghiệp tại vườn ươm Nà Pài của Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh rất vắng người mua. Năm nay, vườn ươm Nà Pài sản xuất 1 triệu cây giống lâm nghiệp. Như mọi năm vào thời điểm này thì số cây giống đã xuất bán hết, nhưng năm nay mới bán được vài vạn cây, dưới 10% tổng số cây được gieo ươm. Theo quản lý vườn ươm, nguyên nhân là do đơn vị chưa nắm bắt được kế hoạch trồng rừng của tỉnh để sản xuất cây giống. Bên cạnh đó, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều vườn ươm của người dân và nhiều giống cây lâm nghiệp từ các tỉnh khác cũng được đưa vào bày bán tại tỉnh, nên người trồng rừng có nhiều lựa chọn khi mua cây giống. Nhà máy chế biến gỗ Bắc Cạn của công ty cổ phần đầu tư Covina đang thực hiện khá hiệu quả việc bao tiêu sản phẩm ván bóc, ván rán từ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Covina đặt chỉ tiêu ước tính sản lượng đạt 60.000 mét khối, doanh thu 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 15 đến 20%, nộp ngân sách 9 tỷ đồng. Năm 2021, nhà máy chế biến gỗ Bắc Cạn tại khu công nghiệp Thanh Bình của công ty cổ phần đầu tư Covina đang tập trung sản xuất ván rán nội thất chất lượng cao, thân thiện môi trường và chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc. Chất lượng sản phẩm ngày càng được khẳng định. Covina đã được cấp chứng nhận CAP EPA, tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng sản phẩm gỗ rán đạt tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Hiện nay, thu nhập bình quân người lao động tại Covina đạt từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Công ty này đang tiếp tục nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu và nhu cầu của thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu mạnh trong ngành sản xuất ván ép. Công ty đang làm thủ tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cấp phép rán trồng rừng nguyên liệu tại một số huyện trong tỉnh với quy mô trên 10.000 ha. Nếu rán được triển khai thành công, ước tính từ năm 2028, Covina sẽ có nguồn nguyên liệu cung ứng đạt 70% theo kế hoạch sản xuất. Mặt khác, thông qua đó, công ty sẽ đẩy mạnh liên kết với người dân, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng nguồn nguyên liệu ổn định. Theo kết quả khảo sát mới đây, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bắc Cạn, chỉ số PAPI đạt gần 43 trên 80 điểm, giảm gần 2 điểm so với năm 2019, xếp thứ 32 trên 63 tỉnh, thành phố, ở nhóm thứ 2 là nhóm trung bình cao của cả nước.
Năm 2020, chỉ số PAPI được tỉnh Bắc Cạn quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ cả 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 29 chỉ số nội dung thành phần. Trong 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, có 5 chỉ số lĩnh vực nội dung đạt từ 5 trên 10 điểm trở lên và 3 nội dung đạt dưới 5 điểm. Trong đó, chỉ số nội dung công khai minh bạch được đánh giá ở nhóm đạt điểm cao nhất. Chỉ số nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở, cung ứng dịch vụ công và quản trị môi trường được đánh giá ở nhóm đạt điểm trung bình cao. Mặc dù đã có sự quan tâm chỉ đạo và sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện, nhưng so với năm 2019, chỉ số PAPI năm 2020 giảm gần 2 điểm và chưa có chỉ số lĩnh vực nội dung đạt điểm tối đa. Thưa quý vị khán giả, rất ít các nghệ sĩ vừa có thể sáng tác, vừa biết hát và thể hiện được nhiều nhạc cụ dân tộc. Nghệ nhân Nông Trọng Quyết ở xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn đã may mắn hội tụ được tất cả những điều đó. Đây cũng là điều kiện để ông có thể truyền đạt cho thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Vạn xuân nàng phát tang mùng chùm biếc tàu biếc mặn phung khao on. Chữ bàn chữ tí con son sư tiệc cân tang bấy mưa bàn quán ơi. Nghệ nhân Nông Trọng Quyết là người con dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại xã Đại Sảo. Nói đến cái tên Nông Trọng Quyết, đầu tiên người ta biết đến ông là một nghệ nhân hát then. Giọng hát của ông đã trở nên quen thuộc trên sân khấu cũng như trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn và được đông đảo khán thính giả mến mộ. Từ tình yêu với nghệ thuật hát then, bao năm nay ông luôn miệt mài tìm kiếm những điệu then cổ để gửi đến công chúng yêu dân ca. Nhiều lời then cổ tưởng như không còn đã được ông tìm lại, trở thành di sản trong kho tàng văn hóa dân tộc Tày. Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, biên soạn, ông còn sáng tác, đặt lời cho những làn điệu then, ca ngợi tình yêu lao động, lứa đôi và tình yêu quê hương đất nước. Những điệu then do ông sáng tác, đặt lời đã khơi dậy tình yêu, sự đam mê ở nhiều thanh niên dân tộc thiểu số và nhiều bài đã trở nên quen thuộc, đi vào lòng công chúng. Tiêu biểu như bên sông cầu em hát câu then, chữ ơn thầy cô giáo, cần lương y, chữ ơn đảng Bác Hồ, trong căn văn hội đàn then, chập nọn Tây Háng, vân vân. Trong đó nhiều ca khúc đã đạt giải cao tại các kỳ liên hoan dân ca Việt Nam và liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính toàn quốc. Sắp tới sẽ mở ra một cái lớp dân ca đàn then, gồm có hát đàn then và các làn điệu dân ca. Trong đó thì có thể là dạy thêm dạy nhạc và sáo, nói chung là cả guitar, nói chung kể cả đàn organ, được cái này thì mình cũng sẵn sàng, biết đến đâu là truyền cho con cháu đi đến đó. Nghệ nhân Nông Trọng Quyết còn được đông đảo khán thính giả yêu mến bởi tiếng sáo mượt mà, ấm áp. Mỗi khi tiếng sáo của ông cất lên, khán giả như được nghe một câu chuyện tình cảm động, thiết tha. Chính những âm thanh da diết ấy đã dệt nên những câu chuyện tình yêu bất diệt, vượt ngàn núi, băng sông và có sức sống vượt thời gian. Nét đặc biệt hơn là người nghệ sĩ này còn thể hiện được nhiều loại sáo, từ sáo mông, sáo trúc, sáo bầu, đệm cho lượn cõi, phong sư của dân tộc Tày, hát bá dung của dân tộc Dao, dân ca Mông. Nghệ sĩ của bản làng hay tiếng sáo vượt ngàn là những lời mà khán thính giả dành tặng người nghệ nhân này trong nhiều năm qua. Tôi thấy Trọng Quyết là một con người là rất là có tâm huyết về cái giữ gìn bản sắc dân tộc. Tôi biết thêm là Trọng Quyết thổi sáo cũng rất hay và cũng phổ nhạc được và đọc được các bài hát. Học sinh cũng rất thích mà các thầy cô giáo và bản thân tôi cũng rất là thích anh Trọng Quyết. Là người coi trọng bản sắc văn hóa, nên nghệ nhân Nông Trọng Quyết luôn mong muốn được đóng góp vào việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Vì vậy, còn sức khỏe, ông sẽ vẫn tiếp tục sáng tác, sưu tầm, truyền dạy và biểu diễn để lan tỏa hơn nữa niềm đam mê nhạc cụ
và trân quý bản sắc văn hóa dân tộc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi những thông tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.